Hello, chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cái video mới nhất của mình về MotoGP. Như vậy là ngày hôm qua, chính xác là ngày thứ bảy ở bên Mỹ, còn hôm nay đã là ngày chủ nhật rồi. Chính xác là ngày hôm nay thì mới đúng. Ngày hôm nay tức là khoảng 2:30 cho đến 3 giờ sáng ngày chủ nhật ngày 3 tháng 10 năm 2021 theo giờ Việt Nam thì các cái tay đua đã hoàn thành cái buổi chạy phân hạng. Và đây là cái vị trí xuất phát của các cái tay đua ngày hôm nay. Xuất phát ở vị trí đầu tiên, pole position thuộc về Francesco Bagnaia với cái thành tích là 2:02.781. Xuất phát ở vị trí thứ hai là Fabio Quartararo với cái thành tích cộng thêm là 0.348 giây. Xuất phát ở vị trí thứ ba là người em trai của mình Marc Marquez với cái thành tích cộng thêm là 0.428 giây so với cái thành tích của Francesco Bagnaia. Trong cái video ngày hôm qua thì mình đã nói là cái cuộc chiến ở COTA Circuit of the America sẽ diễn ra giữa ba cái tay đua chính là Francesco Bagnaia, Fabio Quartararo và Marc Marquez. Nhưng bây giờ mình sẽ nói qua cái chuyện phát sóng của K Cộng liên quan đến những cái chương trình MotoGP. Ngày hôm qua trong cái video của mình thì rất là nhiều bạn bình luận là thang phiền. Cái thứ nhất á, là K Cộng sẽ không có phát sóng những cái buổi free practice 1, 2, 3 rồi free practice 4 rồi warm up. Ngay cả là mình cũng không nhớ là có phát sóng cái buổi chạy phân hạng hay không. Nhưng mà hiện tại thì chúng ta chỉ biết là ca cộng phát những cái buổi race chính, main race đó các bạn. Cho nên là hiện tại thì mình có gì là mình coi cái đó thôi. Chứ thực ra thì người ta cũng đang sắp xếp các cái chương trình để sao cho nó phù hợp. Tại vì các bạn thấy là nếu mà tường thuật luôn cả một cái sự kiện MotoGP, một cái event á, thì nó sẽ bắt đầu rất là lâu, khoảng 6-7 tiếng gì đó từ Moto 3, Moto 2 rồi đến MotoGP. Phải nói là một cái buổi chiều dài dằng dặc như vậy, cho nên là họ cũng phải cần thời gian để mà sắp xếp các cái chương trình sao cho nó hợp lý. Và không phải ai cũng thích xem MotoGP hay là đua xe ở Việt Nam mình đâu các bạn à. Đua xe ở Việt Nam mình là một cái môn thể thao hơi bị kỳ thị, cho nên là nhà đài họ cũng phải hết sức là nhạy cảm khi mà phát triển, khi mà phát hành những cái chương trình này. Không thể nào mà bỏ qua những cái chương trình khác có nhiều người xem hơn. Tất nhiên là phải dựa vào cái người xem thì người ta mới đưa ra các cái chủ trương chính sách phát hành các cái giải đua xe này như thế nào, chứ không phải là muốn phát là phát liền được đâu. Cho nên là chúng ta còn đợi thêm một cái thời gian nữa để mà nhà đài người ta sắp xếp ha. Nhưng mà hiện tại thì chúng ta hài lòng, chúng ta hạnh phúc với những cái gì chúng ta đang có một cái chặng đua xem trực tiếp như vậy là vui rồi, không phải xem lậu nữa. Một cái điều thứ hai là nhiều bạn hỏi là MyTV rồi FPT Play này kia có xem được không? Thì các bạn mua thêm cái gói K cộng á, hình như là 120, 130, 140, 150 gì đó một tháng. Thì bây giờ các bạn chưa đăng ký thì các bạn có thể gọi nhân viên của cái nhà đài mà phát hành mà bạn đang sử dụng FPT rồi VNPT rồi Viettel gì đó, thì các bạn yêu cầu họ là lắp thêm cái gói K cộng vào để mà xem cho nó hấp dẫn, khỏi phải xem lậu, khỏi phải tìm link gì cho nó mất công. Đúng giờ là chúng ta bật TV lên và chúng ta coi thôi. Còn những bạn mà không có xem được trên TV á, thì mình cũng không biết tại sao cả. Mình cũng không biết cái cách gì để mà giúp cả. Tìm link thì nó cũng là một cái giải pháp, nhưng mà link thì nó, các bạn cũng biết rồi, mình nói nhiều lần rồi, nó không có ổn định, và nhiều khi đang coi thì nó bay ra rồi tùm lum tà la hết, rồi nó bị lag tùm lum tùm la thứ hết á. Cho nên là mình thôi, mình cố gắng là xem trực tiếp trên TV cho nó ổn định, cho nó thoải mái ha. Còn những bạn nào mà còn livestream được này kia thì các bạn có thể là vào trong cái group của mình á. Mình để cái link của group của mình ở trong cái phần mô tả của video này, thì các bạn có thể vào đó và nói các bạn là chia sẻ link để các bạn xem. Thì đó là những cái nội dung về cái chuyện phát sóng. Còn 4 chặng đua nữa thôi, cho nên là cũng rất là cập rập cho nhà đài khi mà họ phải phát hành cái giải đua này. Hy vọng là sang năm mùa giải mới thì mọi thứ nó sẽ đâu vào đấy, chúng ta lại được tận hưởng những chặng đua hấp dẫn, không chỉ là MotoGP đâu mà còn World Superbike rồi xe công thức 1 nữa và nhiều cái giải đua khác nữa như là Fox Sports người ta đã từng làm á. Rồi bây giờ quay trở lại cái nội dung chính của video ngày hôm nay, đó là nói về cái cuộc chiến giữa ba vị thần, đó là Bagnaia, Quartararo và Marc Marquez.
Ở cái buổi free practice 1, 2, 3, 4, không, 1, 2, 3 thì bác Na gặp rất là nhiều khó khăn. Nói chung là vẫn ở trong top 10 nhưng mà cảm thấy cái cảm giác với chiếc Desmo GP không có tốt. Nhưng mà ở cái buổi free practice 4 á, thì sau khi mà điều chỉnh chiếc xe một tí á, thì bác Na tìm lại được cái cảm giác vốn có để mà cầm lái chiếc Desmo CDC GP. Và cuối cùng ở cái buổi chạy phân hạng thì bác Na đưa cái chiếc Desmo GP về bến bờ Vinh Quang, và đây là cái lần đầu tiên một cái tay đua Italia có được ba cái vị trí pole liên tiếp, giành được ba cái vị trí xuất phát đầu tiên liên tiếp kể từ khi Valentino Rossi làm được vào năm 2009. Và nếu mà bác Na giành chiến thắng ở cái chặng đua này á, thì bác Na sẽ lặp lại cái thành tích của Casey Stoner làm được vào năm 2007 và 2009, mình nhớ là như vậy, khi mà có được ba cái chiến thắng liên tiếp cho Ducati. Và nói là bác Na đang ở một cái phong độ cao nhất của sự nghiệp MotoGP của mình. Hai vị trí pole trước kia này, ở Aragon này, rồi ở Misano này, giờ đến Circuit of the America này, và chỉ còn một cái chiến thắng nữa thôi thì sẽ là những cái tháng ngày đẹp nhất trong sự nghiệp của bác Na. Mặc dù là vẫn bám đuổi Quartararo nhưng mà phải nói là bác Na đang có một cái sự tự tin rất là lớn. Và mình hy vọng ha, mình hy vọng mặc dù hy vọng này hơi xa xôi, nhưng mà những cái thành tích hiện có của bác Na, và sau khi là bác Na đã unlock cái cách chạy của chiếc Desmo CDC GP á, thì mình hy vọng là sang mùa giải sang năm, bác Na mang cái sự tự tin này, mang cái phong độ này đến cái mùa giải sang năm để mà thực sự là một kẻ thách thức cho chức vô địch. Chứ thi đấu mà lúc nắng lúc mưa như thế này thì cũng rất rất là khó để mà làm nên một nhà vô địch thế giới. Rồi, đó là cái câu chuyện của bác Na và Ducati. Vị trí thứ hai là Fabio Quartararo. Trong cái buổi phỏng vấn sau cái trận phân hạng thì Quartararo nói là không có mong đợi một cái chiến thắng, và nếu mà đứng ở trên bục podium ở cái trận đua này thì là một cái điều hết sức là tuyệt vời rồi. Không có ngờ được là xuất phát ở hàng đầu tiên luôn, và trong suốt những cái buổi free practice, cho dù gặp cho dù là đứng ở trong top 5, top 10, nhưng mà thực sự là Quartararo gặp khá khá khó khăn khi mà chạy ở trên Circuit of the America. Và đây là một cái chặng đua đòi hỏi rất là nhiều ở chiếc xe và ở tay này. Do đó là Quartararo cũng nói là họ đã chuẩn bị tốt nhất cho cái chặng đua này, giảm thiểu thiệt hại được càng nhiều càng tốt, và trước khi mà MotoGP quay trở về châu Âu. Cho nên là một cái vị trí ở trên bục trao giải là một cái điều mà Quartararo hoàn toàn không mong đợi, nhưng mà cũng mong nó đến để mà rút ngắn được cái, không phải rút ngắn mà gia tăng cái khoảng cách với Francesco Bagnaia, hoặc là hạn chế mất điểm nhiều nhất. Rồi, bây giờ nói qua người em trai của mình, như vậy là sau 441 ngày thì Marc Marquez có cái thành tích chạy phân hạng tốt nhất với cái vị trí thứ ba. Cho dù là Marc Marquez chạy nhanh nhất ở free practice 1, 2, nhưng mà cái cảm giác lái là không có được tốt trên chiếc RC213V. Chặng này thì ở cái buổi chạy phân hạng thì đôi khi tưởng như là Marquez đã giành vị trí pole rồi, nhưng mà Bagnaia và Quartararo lại đẩy Marquez xuống ở vị trí thứ ba. Nhưng mà chúng ta thấy là Marquez cũng là một cái ứng cử viên rất là nặng ký cho cái chiến thắng ở cái chặng đua này. Như vậy là 7 chặng đua đã tổ chức ở đây thì Marquez giành chiến thắng tới 6 lần, và giành pole là cũng 7 lần luôn, và mất pole vào năm nay thuộc về bác Na như các bạn đã biết đó. Những cái buổi chạy thử free practice 4 thì cái race pace của Marquez cũng rất là ổn định, và mình nghĩ là Marquez hoàn toàn có thể là chiến thắng cái chặng đua này. Thực sự là mình vẫn đặt niềm tin vào Marquez. Một cái vị trí trên bục trao giải là hoàn toàn khả thi với Marquez, và cái chiến thắng thì mình đặt vào khoảng 75 đến 80%. Đó, nhìn những cái buổi chạy của free practice của Marquez thì chúng ta thấy là rất là ổn ha. Trong khi các cái tay đua khác phàn nàn khá nhiều về cái mặt đường của Circuit of the America, nhưng mà Marquez vẫn bình chân như vậy, vẫn tìm cách để mà vượt qua những cái khó khăn đó. Rồi, đó là cái câu chuyện của ba người khổng lồ đứng ở phía trên, đó là Bagnaia, Quartararo và Marquez. Chúng ta sẽ chờ xem cuộc chiến của ba người khổng lồ này như thế nào vào lúc 2 giờ khuya đêm nay, tức là sang ngày hôm sau đó các bạn.
Rồi xuất phát ở vị trí thứ tư là Jorge Martin. Jorge Martin là cái tay này đang cạnh tranh Rookie of the Year với Enea Bastianini, và cái vị trí thứ tư là một cái vị trí rất là ổn cho tay đua người Tây Ban Nha. Hiện tại thì Martin đang cách Bastianini là 10 điểm, cho nên là xuất phát ở vị trí thứ tư là một cái cơ hội để mà Martin có thể gia tăng cái khoảng cách. Thứ năm thuộc về Nakagami, thứ sáu thuộc về Johann Zarco. Như vậy chúng ta thấy ở cái hàng đầu tiên, hai hàng đầu tiên á, thì hai hàng đầu tiên là chúng ta có một Ducati này, hai Ducati, ba Ducati, hai Honda và một Yamaha. Rồi một cái cuộc chiến tương tàn phải không các bạn, rồi giữa hai nhà sản xuất đến từ Nhật Bản và đến từ nước Ý. Rồi xuất phát ở vị trí thứ bảy là Alex Rins, người chiến thắng vào năm 2019, và thứ tám là Hoan Mia. Ngày hôm qua thì động cơ của chiếc GSX-RR trên xe của Hoan Mia đã bị bốc cháy, một cái sự cố kỹ thuật, chắc là cũng động cơ hết đát rồi, chắc là phải thay động cơ mới thôi. Rồi vị trí thứ 9 thuộc về Luca Marini. Luca Marini với vị trí thứ 9 thì là cái thành tích chạy phân hạng tốt nhất từ đầu mùa của tay đua người Ý này. Đó, mới mùa đầu tiên lên chơi ở MotoGP và càng ngày thì Luca Marini càng phát triển lên ha. Có lẽ cái tay đua mà tội nghiệp nhất ngày hôm qua đó là Jack Miller. Jack Miller thi đấu rất là ok ở những cái buổi free practice 1, 2, 3, bla bla bla. Nhưng mà khi mà vô chạy phân hạng á, thì cái phong độ ở những cái buổi free practice đó không có được mang sang cái buổi chạy phân hạng, và Jack Miller phải xuất phát ở vị trí thứ 10. Và Jack Miller lại bắt đầu không phải lại bắt đầu, mà phải nói là cùng với các cái tay đua khác là bắt đầu phàn nàn về cái lốp Michelin. Nói chung là những cái buổi chạy thử thì lốp chạy rất là ngon, cảm giác rất là tốt, nhưng mà tự nhiên vô chạy phân hạng thì không hiểu tại sao cái lốp nó lại không mang lại được cái cảm giác đó, mặc dù cùng một cái setup đó, cùng một cái cách chạy đó, cùng một cái điều kiện thời tiết như thế, nhưng mà cái lốp nó lại xuống cái performance quá. Có nghĩa là có thể là nghi ngờ là cái lốp đó nó không có đạt được cái chất lượng khi mà phân phối cho phân bổ cho Jack Miller. Do đó là các cái tay đua rất là nghi ngại về cái chuyện lốp Michelin ha. Vị trí thứ 10, 11 là của Brad Binder, 12 là của Paul Espargaro, 13 là Franco Morbidelli, 14 là Dovizioso. Một cái vị trí khá là ok cho tay đua kỳ cựu người Ý ha. Đó, sau một cái thời gian làm quen với chiếc M1 thì Dovizioso bắt đầu là tiến những cái bậc thang vững chắc rồi. 15 thuộc về Alex Marquez, 16 thuộc về Andrea Bastianini. Sau một cái chặng đua chói sáng ở Misano thì không hiểu tại sao Bastianini lại rơi xuống vị trí thứ 16 như thế này. 17 là của Iker Lucona, 18 Miguel Oliveira. Oliveira vẫn chưa tìm lại được cái phong độ như trước, những cái chặng đua trước khi mà MotoGP nghỉ hè đó, ở Barcelona, ở Mugello đó, và vị trí thứ 18 thì rất là khó khăn cho tay đua người Bồ Đào Nha. 19 thuộc về Aleix Espargaró, một cái tuần đau khổ cho tay đua của Aprilia. Rồi Valentino Rossi xuất phát ở vị trí thứ 20 và 21 thuộc về Danilo Petrucci. 20 Valentino Rossi thì bây giờ chỉ có đi chụp hình dạo thôi các bạn, với các huyền thoại, rồi với các em nhỏ, rồi với các thế hệ tay tay nài ở Moto 3, Moto 2 để mà động viên, để mà khích lệ tinh thần thôi. Chứ còn thực sự là Circuit of the America cộng với cái phong độ của Rossi thì rất là khó để mà làm nên một cái điều gì đó. Đó, chúng ta chỉ còn mấy chặng nữa là hết chứng kiến Rossi đua ở MotoGP rồi. Thôi, cũng cổ vũ cho anh ấy ha. Rồi bây giờ chuyển qua cái giờ đua này. Mình xin nhắc lại á, là cái giờ đua là 2 giờ sáng ngày thứ hai nha các bạn. 2 giờ sáng ngày thứ hai, tức là ngày mai đó. Đó, ngày mai đó. Tức là hôm nay là cái thời điểm mình làm cái video này là 8 giờ 30 sáng này. Có nghĩa là các bạn phải đợi tới khuya nay rồi bật đồng hồ báo thức 2 giờ sáng, các bạn bật tivi lên các bạn xem K cộng Sport 1, Sport 2 gì đó. Rồi, đó là cái giờ đua ha. Ở bên Mỹ và Việt Nam mình thì cách nhau nửa vòng trái đất, cho nên là bên kia buổi chiều thì bên mình là buổi khuya. Đó. Kênh K cộng Sport 1, 2 thì phát sóng cái chặng đua này. Các bạn cứ bật Sport 1, Sport 2 thì các bạn sẽ xem được cái chặng đua ha.
Rồi, đó là cái nội dung của cái bài tóm tắt trước cái chặng đua thứ 15 của mùa giải MotoGP năm 2021. Bây giờ đến cái phần dự đoán cái chặng đua này. Mình dự đoán là Francesco Bagnaia sẽ tiếp tục giành chiến thắng, về thứ hai là Marc Marquez, và về thứ ba, để mình xem lại cái vị trí xuất phát cái nè. Về thứ ba có thể là Alex Rins. Rồi, còn dự đoán của các bạn như thế nào thì các bạn hãy để vào cái phần bình luận của video này, và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau sau cái chặng đua để mà nói về cái chặng đua thứ 15 của mùa giải này. Rồi, một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Thân ái chào tạm biệt, và các bạn đừng quên là hãy đăng ký kênh YouTube của mình để theo dõi những cái video mới nhất nha. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều và chúc các bạn một ngày tốt lành. Bye!